nãy đi hút tới giờ đi bộ. Đi bộ lại cái nhà. Xin chào cả nhà đang xem Gia Đình Vui Vẻ Của Tâm Tâm nha. Đầu video Tâm xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì Tâm Tâm đang đứng ngay trạm chờ xe buýt Phương Trang. Và hôm nay thì mình sẽ làm một chuyến trải nghiệm đi xe buýt lên một địa điểm mà mình đã hứa với cả nhà là mình sẽ đi đó. Đứng chờ hơn 40 phút xe không tới mà mới quay qua nói chuyện với người quen có xíu thôi hà là xe tới rồi. Chạy quá chừng chạy luôn nè cả nhà ơi. À, có tiếng nào đi Ô Môn không vậy anh? Ô Môn mình ra tới Nguyễn Kim nha. Dạ. Ra Nguyễn Kim xong rồi đi bắt xe về Ô Môn nha. Dạ dạ. Hai vé. Dạ hai vé. Hai vé 30. Dạ rồi. 30. À, bây giờ mình đã lên xe buýt rồi cả nhà ơi. Bắt đầu thì mình đi từ ở dưới phố Phong Điền lên. Đi ra tới Nguyễn Kim mình sẽ bắt xe khác đi lên Ô Môn nha. Mình lên xe thì thấy vẫn như cũ ha. Và trên xe thì sẽ có camera giám sát, cùng với đó là những cái nút chuông báo ở gần những cái người ngồi phía trong. Thì khi mà mình muốn xuống đâu thì mình sẽ nhấn nút để cho người tài xế biết. Nhưng mà thông thường thì bà con mình la lên ngồi phía sau là nói là cho tôi xuống đó đó bác Tài ơi. Vậy là bác Tài nghe rồi chứ mình không cần bấm chuông. Và để ý thấy là hôm nay là xe chỉ có một người tài xế thôi, không có cái người phục vụ trên xe ha. Bây giờ là 7:55. Mình đang quẹo ra Nguyễn Văn Linh ha. Nãy giờ đứng chờ chắc cũng 45 phút rồi đó. Có cái cô để trong Phong Điền nha. Cô xuống ngay chỗ đã khoai mưa. Thank you. xế với một người không tiền. Dạ. Dạ. Chắc tại là cũng vắng, ít khách. Dạ. giờ thì có nhiều khách hơn. Mình đã lên xe rồi nè. Một vé đi Ô Môn tới chợ luôn là 25.000. Mà mình hỏi người tài xế ở trên xe thì người ta nói là thứ bảy chủ nhật thì thường sẽ ít xe hơn là những cái ngày trong tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư á, tại vì thường á, thì những người dân ở dưới các quận huyện khác nhau lên Ninh Kiều để khám chữa bệnh, hoặc là những ngày thường thì các bé học sinh sẽ đi học, cho nên là những cái ngày đó người ta sẽ điều tiết nhiều xe hơn là những cái ngày thứ bảy chủ nhật. Bởi vậy hôm nay mình đứng đón hoài luôn á, mà sao thiệt là lâu mới có một chuyến, 40 phút đó cả nhà ơi. Thì đi xe buýt mình thấy là có nhiều cái nó sẽ tiện lợi nhưng mà nhiều điểm nó hạn chế. Bởi vậy nếu như mà cảm thấy hành trình của mình là nằm ở gần những cái trạm thì mình sẽ cảm thấy rất là tiện. Nhưng mà nếu như mà nhà mình hay là cái điểm đến của mình nó nằm ở trong hẻm hay ở xa hơn cái trạm thì mình sẽ thấy nó hơi khó khăn. Cho nên là nếu như mà tùy vào mục đích của mình thôi thì xe buýt là một cái phương tiện công cộng rất là tuyệt vời. Đặc biệt là mình thấy xe như thế này trang bị máy lạnh và rất là sạch sẽ đầy đủ luôn. Khi mà mình đi thì rất là thoải mái. Đó là những cái mặt khác nhau thì cả nhà mình cũng có thể thử trải nghiệm giống Tâm Tâm xem sao ha, nếu như mà mình có thời gian. Và bây giờ thì mình đã tới vòng xoay Hùng Vương ngay chỗ Vincom Plaza Hùng Vương. Và phía đằng xa kia mình đã thấy có một cái thông Noel lớn được dựng lên rồi. Gần đến Noel, Giáng sinh rồi cả nhà ơi. Nhanh ghê luôn á, như vậy là đã cuối năm rồi đó. Chạy nãy giờ thì xe cũng đã tới cầu Bình Thủy. Và ở đây thì mình ngồi phía sau, tại vì ở phía trước thì rất là nhiều khách rồi. Tuyến này thì mình thấy đặc biệt là có nhiều khách hơn là những cái tuyến ở bên trong của Ninh Kiều ha. Tại vì tuyến này mình thấy bà con ở dưới những cái quận khác nhau lên Cần Thơ nhiều á. Rồi ngang đây là Đình Bình Thủy. Thì bận đi mình có quay nhưng mà nhìn không rõ, nên bận về mình quay thêm để cả nhà mình xem ở trên góc, ở trên màn hình á, cho nó rõ hơn ha. Tới giờ nóc rồi nè, cả nhà có mấy em nhỏ lên xe nóc luôn. Học sinh nè. Tụi nó trả tiền cho nhau, tụi nó thấy có tiền tao mới bao. Không có tao không bao. Về đi xe buýt. Đó, có một em lên nữa, có thẻ, quẹt thẻ 5.000. Hello. Ủa mấy đứa con đi học bằng xe buýt không á hả? Dạ. Đi cũng xe buýt, về cũng xe buýt luôn. Ờ. Vậy mình đi một lượt vậy là bao nhiêu tiền? Ờ. Có thẻ ha. Rồi, cô thấy rồi. Cảm ơn mấy nhỏ nha. Nó hơi lâu. Do là lần đầu mình trải nghiệm đi tuyến xe lên Ô Môn cho nên là đi hút cái trạm mà mình cần ghé đó cả nhà. Đáng lẽ là ghé ở bên kia của cầu Ô Môn nhưng mà chạy thẳng qua tới bên này ở bên bến xe luôn. Bởi vậy phải xuống đây và đi bộ ngược trở lại. Nó khá là xa đó nhưng mà thôi kệ, lần đầu cho biết. Em ơi, mấy giờ thì ở đây mà có chuyến đi về với Cần Thơ vậy? Về Cần Thơ á. Chắc 20 phút con xe. Vậy hả? Ủa rồi mình ở bên chợ Ô Môn mình đón có không? Ở bên chợ có phải không? Chợ nhưng mà mới đón bắt lộ nha. Chỗ chỗ này. Rồi còn đây chỗ hồi nãy ghé trước khi qua cầu đó anh. Đúng rồi. Là bên tay phải mình. Đúng rồi. Ngang chỗ Hồng Đức hồi nãy. Hồi nãy đi hút đấy, giờ đi bộ. Đi bộ lại cái nhà ơi. Để con quay mấy cái xe. Đi lạc hai mẹ con suốt ngày bị đi lạc. Đi. Hai mẹ con đi lạc suốt ngày. Wow, ở trong quá trời luôn. Trong quá trời thanh long luôn. Này cà phê dẫm. Đi bộ ngang thấy quay nữa. Từ ở đây mà đi về tới thành phố Cần Thơ là 21 cây. Còn đi qua bến phà hướng về Sa Đéc là 7 cây. Có một cái bảng màu xanh đó phía trước đó. Ở đây giống xây trường học dữ nè. Qua khỏi cầu Ô Môn rồi. Mình cũng gần đi tới chợ rồi cả nhà. Đi bộ nãy giờ. Ở một góc bên kia mình thấy người ta đang dựng một cái cổng, nó nhìn nó rất là đẹp. Màu trắng trắng, chắc là gì nữa sẽ bật đèn lên sẽ đẹp hơn nhiều quá. Vô tới đường 23 tháng 8 phường Châu Văn Liêm rồi cả nhà. Ở đây có một cái điểm dừng xe buýt nhưng mà mình không biết là xe nó có chạy vô hay không. Chứ cái anh tài xế dặn là phải đi ra ngoài chỗ Hồng Đức ở ngoài đường lớn ở ngoài để đón. Cái cậu chụp điều khiển với cái dây. Sau khi một hồi đi nguyên cái hành trình thiệt là dài thì mình ghé ăn cơm. Tôm heo quay đây. Mời cả nhà ăn cơm tấm. Nãy giờ đi quá chừng là mất nước. Ngọc rồi. Con chào mấy cô nha. Dạ. Rồi mình bắt đầu đi vô chợ Ô Môn. Mình còn được cô ở quán cơm Thanh Sơn á, tại mình hay ghé ăn á, cái cổ tặng cho mấy chai nước sâm nè. Thấy cái xe này nãy giờ người ta vẫn còn đang làm. Mấy anh làm đèn đường cũng chụp hình tảo dáng dễ sợ. Mình đi vô bên trong chợ Ô Môn, quay cho cả nhà xem nha. Đường này hôm trước mình có đi rồi nè. Chiếc xe này đi Vĩnh Thạnh nha cả nhà. Mình không có đi vô đây để mà đi thẳng vô quán cơm được. Xe hơi. Đây có cái bảng cổng chợ Ô Môn. Lâu lâu mình muốn nhớ gì á là mình không có nhớ được. Cái hồi cái chực mấy chực nhớ ra. Rồi nha, ngộ lắm nha, bây giờ nha. Thấy thằng đó là người ta con trai mà khi người ta không dám, trời ơi có bữa chắc. Giờ mình đi qua đường để vô chợ nha mọi người. Không biết giờ này thì chợ ấy đẳng có xe. Không biết giờ này thì chợ như nào nữa, tại vì hồi sáng giờ đi ngồi trên xe biết nó cũng lâu á. Ở phía trước chợ là người ta bán trái cây rất là nhiều luôn. Chợ Ô Môn, phường Châu Văn Liêm. Vô là hay bán bông, trái cây, nhà thuốc. Vậy trái cây không? Mấy em nhỏ. Trái hồng, trái quýt. Chợ này chắc đi theo con đường quá mẹ. Đi dài vô tới trong. Kiếm coi có nhà lòng không nha. Ở đằng kia là chợ đêm. Giờ này mình đã thấy người ta bán me dốt bột rồi. Me dốt bột Thái nè. Làm hết hồn hết trơn. Ở đây quá trời là xoài luôn. Giống như mới chở mối rồi á. Trái cây quá trời hết mẹ. Nghe nói là bên sông á, người ta trồng trái cây người ta chở qua. Nhưng mà mình cũng chưa biết rằng là chỗ nào nữa. Quá trời là trái cây luôn. Mận chanh chôm, táo, ổi. Trên này quá trời nhiều trái cây ha. Đi thẳng vô nhà lòng nha. Chợ này đi theo một cái con đường dài vô tới trong nhà lòng luôn. Này thuộc phường Châu Văn Liêm. Ý ông ngựa kìa. Mình phải đi ngang trước hả? 50.000 một ký. Quá trời bự giá luôn. Lúc nào ở trong đây bán mấy cái đồ trong nhà lòng á, còn chắc là áo quần. Chắc là phía sau sẽ bán cá thịt đó. Ở trong này giống như chợ chợ Cái Khế, bánh đồ nhà lòng có nhiều ha. Vô đây xiên ra đó nó thử đi. Giờ mình vô bên trong chợ này là không có bán kẹp đâu. Củ cá thịt ở phía sau này nè, phía sau nhà lòng là sẽ bán mấy cái này. Vô hệ bà mẹ quê. Cá gì cô? đi với Cần Thơ lên đây đi. Sáng quay đồ với nhiều bánh đồ trái đồ gì đó. Cái này đi gì đó. Chạy tiếp rồi. Lên trễ với Cần Thơ lên. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Cảm ơn cô nha. Chúc cô bán mau hết nha. Không có sao đâu. Dạ dạ. Dạ. Giờ này mình đi hơi trễ thiệt. Thơm quá. Chợ này quá trời rộng luôn. Ra bọc bên kia luôn hả mẹ? Giờ này bán kẹo rồi kìa. Giờ mình đi vô hướng bán quần áo nha. Tại chị chưa rồi. Cũng thưa người lắm rồi. Ồ, mấy bộ đồ bộ. Đồ bộ này là ống gọng gọng nè. Chị hai thích nè. Quá trời bông luôn. Đồ nam, đồ nữ, đồ con nít. Đây bán hoa. Giờ mình thử vô trong nhà lòng chợ Ô Môn khám phá nha. Đồ bà ngoại nè. Cái khéo nha mà. Bự hơn. Cái bự hơn cái gì cả quà. Bự hơn cả quà. Nó gọi lấp lánh. Dạ không có. Ghen không à, ghen với bằng giấy gấm gì nè. Có giấy gấm luôn nè. Có giấy gấm mà không có. Rồi đi ra chợ thịt luôn rồi nè. Hồi nãy mình đi vô đường này như chợ thịt. Chỗ bán khô. Ồ, vàng quá. quá là đa dạng luôn. Đây còn học hết cô các loại đồ ở ba phía nè. Chợ này đi mỗi giờ thiệt ha. Cái này bánh tráng phòng cái gì nè. Tráng này. Cái bắp non không? Gì cơ? Con ký có 25.000 hả cô? Họ đeo càng cua hả? Đường cẩm này quá. Này như cay nữa đi. Rau đẹp không à? Cay bữa hả cô? Cua này cũng cua vườn mình này nó ngon lắm. Ta trồng nhà ta ăn á. Dạ chưa? Ối không? Thêm gì nữa không cô? Có đưa mà. Đúng ha. Thịt bò lóc gì á. Bây giờ đi dạo một vòng chợ rồi. Nhà mình đi ra khỏi nhà lòng chợ nha. Ai mua cái nói hết cái bắt đầu cái chuyện lấy lên cái dở không nó đứt qua hết trơn được rồi. Bây giờ đệm. Đây đi ra được. Ra tới ngoài đường ở ngoài rồi cả nhà ơi, quá trời cá biển luôn. Hào cá gì mà cá gì bự quá vậy? Cái này là con cá. Sao không tôi biết quá mà tôi quên rồi. Cá gì quên mất tiêu. Cá bớt, cá thù, cá đó là gì? Cá gúng. Cá gúng à? Còn biết cái thứ nào không? Mình đi về sợ tới chỗ này rồi. Người ta không cho đem cái thứ con này tươi xanh này, nó có ngăn này thấy không? Họ chưa biết nó ăn này được chưa? Đi ra khỏi chợ. Nãy bà mẹ quê mua thuốc bắc ở đây nè. Rồi tìm thuốc bắc luôn. Nãy về quê cái mua gà đó là được. Gà ác. Gà hiền. Gà ác nhưng mà ăn vô nó hiền. Cái cúc màu hồng kìa. Cúc màu hồng này cả nhà. Cái màu cái này cúc nhuộm hả cô? Cái nào? Cái màu hồng á, cúc màu hồng này nè. Cái này là tự nhiên. Dạ, đẹp quá à. Nó tự nhiên. Tại vì mua về mà đi lên xe buýt ôm lên ôm xuống rồi tôi về cũng về tới chỗ chắc nó héo. Sợ ôm lên ôm xuống. Héo không? Tại đồ nhiều quá rồi lỉnh quá chứ thấy đẹp quá. Thấy ha mấy ha. Thôi chúc cô bán đắt nha. Dạ. Có gì đâu. Để lần sau con lên con mua, đi xe kia lên con mua. Ra đi xe nhà lên. Dạ. Cúc nhuộm. Cầu này thiệt bự luôn. Quay cô bán ổi. Cô bán đây lâu chưa? Cô bán đây lâu chưa? Lâu rồi. Dạ. Cô bán đây là được. Dạ. Vào đây quay thấy có ổi vì ngon. Rồi lửa đi. Này nó ngọt không chị? Trời. Trời ngọt được bao ngon. Ổi ngon chị xíu anh ơi. Ngon lắm. Đi khách không nổi rồi, đi không nổi rồi. Chưa thấy đồ ha. Thì nó ngon lắm con ơi, ổi này ngọt ngon lắm. Ngon, cái này ngon là chế. Hồi cá đó nó chín thấy nó già quá, chín quá. Không có, cái vậy là nó ngọt, ngon lắm. Thôi sợ về nó mềm. Không, ổi này mới cắt hôm qua. Ổi này cắt buổi sáng, giờ này bán đó chị. Thôi để tôi lựa cho lựa mấy trái hơi xanh xanh. Ngon là chị. Em móc cái trái nó ngon. Mới cắt ra em bán còn như nó hết rồi. Ổi này là vườn nhà mình hay là sao cô? Dạ. Vườn nhà ta. Để con có bán. Vườn nhà ta. Đã tới gần hơn được với cái trạm xe buýt rồi. Ngay chỗ cái áo đen nó đang đứng thôi cả nhà. Giờ mình qua đường nha. Rồi tại đây bớt à. Xe đó xi nhan. Tự nhiên ta đang đi đây bất kẹt đó. Sao? Chờ thôi. Cái chỗ này xéo xéo với Hồng Đức ở bên kia nha, đối diện công viên Châu Văn Liêm nha cả nhà. Đó. Giờ mình vô đây đứng đợi đi. Tới đây thì mình cũng đang ngồi vi vu trên xe buýt để quay ngược trở về Ninh Kiều. Tuy nhiên thì mình sẽ phải ghé ở ngay trạm chủ nhà văn hóa thiếu nhi. Sau đó phải đón thêm một lần xe buýt nữa để quay ngược trở về Phong Điền. Và như vậy thì video ngày hôm nay chia sẻ về trải nghiệm của mình về tuyến xe buýt của Phương Trang tại Cần Thơ, cũng như là hành trình đi chợ ở Ô Môn là như vậy đó cả nhà ơi. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của Tâm Tâm nha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Bye bye!